Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình tìm ra đội thi góp mặt trong trận chung kết cuộc thi thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 4. Hôm nay, vòng thi bán kết 3 và 4 tiếp tục được tổ chức tại trường quay S10, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Với những màn so tài gay cấn, sôi nổi và cả sự sâu lắng với những thông điệp ý nghĩa qua các phần thể hiện, ban giám khảo đã chọn ra 4 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Sâu lắng, xúc động là những cảm xúc tại trường quay khi theo dõi hoạt cảnh đến trường cùng em của đội thi trường trung học cơ sở Minh Hải tại vòng bán kết 3. Những thiệt hại của cơn bão số 3, những quyết tâm học tập vượt khó của các bạn học sinh vùng lũ và sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng trong thiên tai được thể hiện một cách sáng tạo, công phu và đầy cảm xúc. Thời gian tập luyện ấy, thì các con rất là khó khăn với cái việc mà nhập vai. Ví dụ nhập vai mà để các bạn đi đến trường, rồi các bạn phải vào bão lũ, vào cơn lũ như thế nào. Rồi khi mà bạn của mình đã bị ngất xỉu đi mà không cứu được thì cái cảm xúc ra làm sao. Mình cảm thấy rất phấn khởi khi hôm nay trên sân khấu các con đã sự ngấm, thấm và cảm nhận được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi mà được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình vào trong cái phần thi tài năng xứ Nhãn này của trường, em thấy rất là vinh hạnh. Em cảm thấy là bản thân mình cảm thấy tự tin hơn. Với sự hấp dẫn, sôi động, nội dung trong từng phần thi và bám sát những kiến thức học tập và trải nghiệm xã hội, các em học sinh không chỉ mang đến sự linh hoạt, sáng tạo trong cách thức thể hiện các phần thi mà còn thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin làm chủ kiến thức một cách toàn diện đúng như tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới, lấy học sinh làm trung tâm. Bộ câu hỏi mà chương trình đưa ra tôi thấy là rất hợp lý với rất sát với cái chương trình, không chỉ chương trình tổng thể chương trình 2006 đâu, mà cái bộ câu hỏi nó đã bám sát với công trình 2018 của các em đang học. Tôi thấy các con thứ nhất là về mặt năng lực, về kỹ năng cũng như về kiến thức của con rất tốt. Năm nay thì các nhà trường chuẩn bị chu đáo hơn, các cái điều kiện thì cũng được quan tâm nhiều hơn, cho nên là các cái chất lượng của chương trình tốt lên. Và đặc biệt thì đài truyền hình thì năm nay là cũng có một cái địa điểm trường quay phục vụ bán kết chương trình gắn với lại cái mục tiêu giáo dục toàn diện, mà cũng đã được các nhà trường, các học sinh cũng rất là hăng hái tham gia các cái nội dung mà thể hiện ngay tác dụng giáo dục đạo đức, lối sống, rồi cái đổi mới phương pháp dạy học. Không những các em cần trau dồi kiến thức và miệt mài tập luyện, thầy cô giáo cùng những phụ huynh cũng luôn sát cánh cùng các em để tiếp thêm động lực, sự tự tin để mang đến những phần thi xuất sắc. Tôi rất vui và hạnh phúc và rất là tự hào khi con được tham gia những cái chương trình có tính hoạt động trải nghiệm cao như thế này. Cố gắng là thu xếp công việc để đến động viên các con, cho các con thêm một phần tự tin hơn nữa. Game show Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm nay với sự góp mặt của 36 trường học trong 10 huyện thị xã, thành phố và 12 đội thi xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt huyết ở 4 vòng bán kết với 3 phần thi tài năng xứ Nhãn, xứng danh đất học và sân trường sôi động, 4 đội thi xuất sắc có mặt trong vòng chung kết đã được gọi tên. Trong các phần thi thì cảm xúc của chúng em rất là hồi hộp, lo lắng và tuy nhiên cũng rất là vui. Còn bây giờ sau khi có kết quả thì chúng em cảm thấy vô cùng phấn khích. Hướng đến vòng chung kết, chúng em cũng mang đến sự quyết tâm và cũng như là sự cố gắng. Với cái kết quả này thì nhà trường rất là phấn khởi và thầy trò chúng tôi sẽ quyết tâm để luyện tập và rèn luyện tập và ôn luyện kiến thức để sẵn sàng bước vào trận chung kết với cái tinh thần là tự tin và tỏa sáng. Xin được chúc mừng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã xuất sắc giành chiến thắng tại vòng bán kết 4 để góp mặt trong trận chung kết của Thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 4. Bên cạnh 3 cái tên đó là trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Phượng, huyện Tiên Lữ và trường trung học cơ sở Minh Hải, huyện Văn Lâm. Chặng đường về đích của các đội thi đã đi đến đoạn đường kết với những sự nỗ lực, quyết tâm của các em học sinh để tìm ra quán quân của tài năng xứ Nhãn mùa 4. Trận chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới đây.